bên thềm mưa hai đứa xem. Chị nghe thông tin gì mới chưa? Nhận email chưa? Rồi. Thấy gì lạ không? Có đầu lạ. Em đang lo nè. Lo gì? Quá lo luôn. Nói là đổi chủ đổi gì đó rồi không biết là tính khí là sao, có phù hợp với mình không á. Nghe nói đó là chủ mới là rất là trẻ tuổi, hình như là bằng tuổi chị thì phải. À, chị mới có 20 chứ nhiêu. Em có điên không? À, chị 20 thì chị phải kêu bằng anh rồi. Chủ mới là trẻ tuổi. Mấy người trẻ trẻ giờ người ta kỹ tính lắm chị ơi. Kỹ tính không nói mà trẻ tuổi sảnh xẹ dữ lắm. Ờ, thiệt á. Là hay gọi là hạch sách nhân viên lắm. Trời, em sợ lắm nha chị. Em sợ mấy người hạch sách nhân viên đó, không biết hợp với em không hợp cho em nghĩ quá, em nói thiệt luôn á. Chị với em làm bao nhiêu năm nay rồi, em nghĩ rồi chị làm một mình hả? Không sao, có gì trước khi nghỉ dạy lại chị cái nghề tóc của chị làm một cái một lúc hai ba nghề đó, kiếm được nhiều tiền luôn con. Ê, có khách kìa. Vừa lát nữa bạn tiếp chị, lát bạn tiếp khách. Tiệm làm đẹp Danh Vọng xin chào đón quý khách. Dạ chào chị. Ơ chào em, trẻ quá. Mời em ngồi, mời em. Bây giờ em muốn làm da tay, da chân, móc khóe hay là làm gì cưng? Làm tất cả những nãy giờ chị nói đó. À vậy hả? Trước tiên thì em muốn chọn cái màu. Em thích sơ móng tay màu gì cưng? Ờ, chị tư vấn giùm em đi. Màu nào mà nó hợp với màu da của em á. Nó trẻ nhưng mà nó đừng có xì tin quá. Nó sang trọng nhưng mà nó đừng có già nha chị. Trẻ nhưng không xì tin, sang trọng mà không già. Chà, cái này khó à. Nhưng mà những cái kinh nghiệm của chị sẽ tư vấn cho em. À, như chị thấy thì cái màu da của em nó rất là trắng. Đó, rồi da màu trắng thì mình nên sơn móng tay màu đỏ đi. Tại vì em biết cái chuyện mà gọi là chuyện Bạch Tuyết bảy chú lùn không? Dạ. Đó, Bạch Tuyết là sơn móng tay màu đỏ đó cưng. Ủa, em có đọc truyện đó nhưng mà từ đầu chuyện đến cuối chuyện đâu có nhắc tới cái móng tay màu đỏ rồi. Ủa, cái vụ gì mà Bạch Tuyết mà cái gì đỏ là cái gì đỏ vậy? Bạch Tuyết đó chị, Bạch Tuyết có cái môi đỏ. Cái môi. Cái môi hả? Cái môi. Cái à, chị lộn cái môi qua cái móng em. Nhưng mà không sao đâu. Bây giờ cái hot trend bây giờ là mình phải sơn cái màu móng nó như cái màu môi. Ủa sao cái màu môi nó phải đi với cái màu móng gì chị? Ngu quá à. Cái tiệm mình không có cái màu giống như cái màu môi, hiểu không? Nói gì cãi. Đó, thì chị nghĩ là cái màu móng màu đỏ đó thì nó hợp với cái môi của em. Màu đỏ thì cũng đẹp đó nhưng mà nó lỗi thời quá rồi chị. Màu đỏ mà lỗi thời gì em? Màu đỏ là hot, là rất là đẹp á, modern đó cưng. Thôi nhưng mà em muốn màu khác. Muốn màu khác hả? Vậy thôi bây giờ da trắng mình chơi tông xịt tông đi, mình chơi sơn móng tay màu trắng luôn ha. Trắng trắng nó đẹp, nhìn giống như ma da đó. Dạ, chị mang giày vô qua đây em làm tóc cho chị trước nha. Còn cái màu son, còn cái màu móng á thì một lát mình qua đó mình lựa sao. Dạ, mời chị qua đây. À, trước khi mình làm móng là mình phải làm tóc. Ở đây là dịch vụ 5 sao, cho nên là chúng ta có tất cả các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu. Trước khi làm tóc thì chị thấy hơi đói bụng á. Coi bộ cái kèo này khó nuốt lắm. Chị để em, mấy cái ca này em ăn hoài. Ôi lộn, mấy cái ca này á em giải quyết được nha, chị coi. Khó chịu, không phải khách chị bẻ cổ. Em ơi, chị đói bụng quá. Để em. Dạ. Chị nói chị đói bụng hả chị? Ở đây em có món Tây, món Ta, món Ý, món Trung Hoa, rồi tất cả các loại ẩm thực trên thế giới đều có. Chẳng hạn như là món ở Việt Nam đúng không chị? Việt Nam thì em có cơm tấm xà bì chưởng nè chị. Mắc cười quá. Ôi, cười em gì vậy? Rồi, ở đây mình có đủ thứ đồ ăn hết trơn á, là món Tàu thì mình có liếm sầm nè, có hoành thánh nè, có mì nè. Còn món Âu thì mình có bò bít tết nè, pizza nè, rồi hả, spaghetti nè chị. Chị ăn gì? Ừ, nghe hấp dẫn quá em. Dạ, ha. Cho chị tô bún mắm. Chị ăn món gì mùi dữ vậy chị? Có không em? Bún mắm hả chị? Bún mắm Bún mắm thơm á, thơm với tiệm. Bún mắm thì hiện tại thì bên em Khoan. Bún mắm nhưng mà đừng có mùi mắm nha. Có mùi mắm chị ăn không có được. Kiếm chỗ mua đi. Trời ơi, bún mắm không có mùi mắm mà bún mắm có mùi gì? Trời, bún mắm có mùi Chanel. Khó sao không khó? Dạ chị ơi, bún mắm không có mùi mắm mà bên em không có chị. Này chị, em hỏi chị nha. Bữa nay chị có khó chịu gì trong người không? Hay là chị có buồn bực cái chuyện gì ở nhà chị không? Mà sao nãy giờ em thấy chị tới đây chị hơi khó chịu với tụi em á. Chị hơi hạch sách tụi em á. Không dạ. Có gì, thôi hai người ngồi xuống đây. Ủa
Em nói cho nghe. Dạ không, chị ngồi xuống đi, tụi em đứng. Ngồi xuống đây, chị ngồi xuống đây. Em chị là khách mà chị ngồi đây để em làm cho chị. Em qua đây, em qua đây. Thôi để em ngồi xa nghe cho nó rõ. Em bị gọi là viễn thính. Dạ. Thật ra hôm nay em tới là để kiểm tra coi cái nơi mà em sắp quản lý nó như thế nào. Từ nãy giờ em thử hai người thôi. Em thử là một người khách khó, có hai người xử lý làm sao mà. Chị, chủ mới. Khờ quá, bộ nói là tin liền. Để chị. Chủ mới hả? Dạ. Mèo tên gì? À, Trần Thị Ngọc Trinh. Chị tên gì vậy? Chị là Trần Thị Ngọc Trinh. Ngu quá, nói trước, người ta bắt trước, ta nói theo á. Coi như hỏi lại đi. Tên gì? Trần Thị Ngọc Trinh. Mèo tên đúng gì? Rồi chị, trong cái mèo tên là Trần Thị Ngọc Trinh luôn. Đúng rồi. Trời ơi, vậy là chủ mới của mình. Đúng rồi. Đúng rồi. Trong mail chị có đọc kỹ là trước khi mà em tiếp nhận cái tiệm nail này đó là em bán kem trộn đúng không? Kem trộn Ngọc Trinh đó. Cái à, cái tên cô đó trùng tên với em thôi. À, chị tưởng em bán kem trộn. Dạ. Ủa chị diện nhỏ mà bán đầm chục trinh 167 chị là phải cưng luôn không? Thì con nhỏ kem trộn với nhỏ quần áo là cùng tên với chị. À, vậy ha. Đẹp gì đi bán kem trộn bằng đắp bán đầm 167 ai tin. Trời ơi, không ngờ chú mới trẻ đẹp quá ha. Cảm ơn chị. Trẻ cỡ này mà làm chủ sớm vậy đúng không cưng? Rồi, nhìn hình ảnh của chị Trinh cái xong cái em nhớ tới hình ảnh của bà chủ trước. Trời ơi, bà già bà xấu. Nhìn chán lắm em. Em nghĩ sao sáng sớm mới mở cửa tiệm ra nguyên bà già bước vô muốn dẹp tiệm luôn. Nhìn nó không có sinh khí trong cái tiệm này không? Tiệm là phải người trẻ, người đẹp đó. Bước vô nhìn nó mới đẹp, nó mới sang. Mà khó chịu ha. Khó chịu, già mà khó chịu nữa. Ta nói đúng, bà già khó tính luôn. Trời, em biết sáng vô nhiều khi chị quét, chị lau kỹ vậy nè. Mà sờ chút xíu có một hạt bụi thôi. Mà bụi đâu, bụi trên người bà ba vô trong tiệm đó. Bà đi ngoài đường bụi, bà đem vô. Vậy hả chị? Chửi đè ra chửi, nói là sáng giờ chưa chịu dọn dẹp tiệm. Tệ vậy luôn hả chị? Trời, chị nói thiệt á. Chán lắm em ơi, rồi giận dễ sợ tới tiền lương đó. Là lương là hay bị trễ nải ngày đó. Chi ly từng đồng từng cắt. Thôi chị yên tâm, để em về em góp ý với mẹ em ha. Con bé này vui tính vậy. Tự nhiên nói tới chủ cũ chị mắc gì nói tới mẹ em chi. Kệ dạ, bé đi, kệ bé đi. Gì? Bà già rồi. Dạ, chủ cũ của chị là mẹ của em. Trời, công nhận bà già bà khó tính nhưng mà được cái bà dễ thương vậy. Cái tính quá, bà chăm sóc nhân viên kỹ lắm chị. Cái đó là mặt xấu thôi, còn cái mặt tốt chị chưa kịp kể lắm. Ai mà không có mặt tốt mặt xấu đúng không? Đâu có ai hoàn thiện đâu đúng không? Yeah. Mình là con người mà có nhiều cái tính tốt dễ thương lắm. Biết sao không? Bởi vì cô chủ cũ đó, cổ rất là thương yêu nhân viên. Cổ thấy nhân viên mập á, mập mạp quá, cho nên là cổ thích nhân viên của cổ là phải vận động mì đi nhon, để cho mi nhon cho nó ốm. Và khi mà mỗi lần mà cô sai tụi chị làm gì tụi chị hạnh phúc lắm. Rồi nhiều khi tới tháng cổ sợ lấy lương đúng ngày là mình ăn xài gọi là phung phí. Cho nên là cổ ráng để cho nó qua cái ngày lương đó rồi cổ mới đưa. Thì cái đó là tốt đúng không em? Cổ biết nghĩ cho nhân viên. Tốt không luôn á chị. Thì đó. À vậy hả chị, tốt vậy hả chị, để em học theo tính cách của mẹ em chị ha. Rồi xong luôn. Em nói giỡn với hai người thôi. Thật ra là hai người cũng phải hiểu, mẹ em quá nhiều việc. Chị biết không, 30 cái tiệm như thế này trải khắp cái đất nước và thêm 7 cái tiệm trải khắp ở châu Á. Thì mẹ em nhiều khi là áp lực ở trong công việc nó nhiều quá, chị hiểu không? Đâm ra nó hơi khó tính một chút xíu. Và sắp tới đây em phải quản lý giống như mẹ em vậy. Thì là em mong là em với lại chị thì cũng hiểu cho em chút ha. Nói vậy thôi chứ mình hiểu mà đúng không? Mình là nhân viên đúng mà rồi. Chủ cả bảo gì thì mình nghe cái đấy thôi đúng không? Rồi nãy giờ em vô tiệm thì em thấy được cái thái độ phục vụ của tụi chị như thế nào? Em thấy là cách phục vụ cũng rất là ổn. Ổn. Có điều là chưa chiều lòng được những cái khách khó tính. Thí dụ mà gặp người khó tính giống em hồi nãy á, như em là chị em chiều sao cưng? Chứ hồi nãy là chị muốn giọng cho nước sơn. À không, nói chung là chị muốn nựng em luôn á, tại em dễ thương á. Muốn nựng vô mặt vậy nè. Trời muốn màu nước sơn nào cũng được hết trơn á. Đó, em chỉ chị đi chứ chị cũng không rành lắm á cưng hả? Dễ lắm. Thí dụ mà sau khi chị giải thích cho khách xong mà chị không biết là khách thích màu nào hay là mình cũng hết cách tư vấn cho khách rồi thì chị đưa bản màu cho khách coi. Chính đây, chính đây coi. Bản màu mà đây, biết bao nhiêu màu mình đưa cho khách coi. Vậy mà chị nghĩ không ra thì ngu dễ sợ. Ngu dễ sợ luôn. Còn thí dụ mà giờ khách người ta đòi ăn bún mắm như kiểu hồi nãy, mắm mà không có mùi mắm thì giờ sao chị? Em cứ đi mua về cho khách. Còn nếu như mà em sợ bay mùi ở trong phòng thì em cứ mời khách ra căng tin để ăn. Cái tiệm mình là tiệm 5 sao là người ta có cái nhà ăn, có cái căng tin. Vậy mà nghĩ không ra. Bởi vì
Ngu. Hai đứa cứ chui cái đầu trong cái tiệm này ghi. Ngu. Ngu không? Nói chuyện ngu không? Không chui vô tiệm này đói hả? Em giỡn á. Giỡn á. Em thấy á, chị Trinh á là một cái người mà rất là thông minh, mà tiếp quản một cái hệ thống nhiều như vậy, rồi công việc nhiều như vậy, mà sao dốc dáng chị đẹp gì chị? Chắc chị cũng hay chơi thể thao rồi. Đúng rồi, chị yêu thể thao lắm. Chơi tennis rồi, cầu lông rồi phải không chị? Không, chị chơi đá banh với đô dập. Hả? Trời ơi, giỡn hoài Trinh. Tướng em vậy mà cầm trái banh đá làm sao coi được. Giỡn nó ghẹo mình á. Ghẹo mình á, ghẹo mình. Chứ hình như là nghe đâu là tập yoga đó. À, tập yoga hả chị? Dễ ẹt, yoga là sao? Là theo chị biết là mua cái hộp quẹt để vô lỗ mũi hửi. Yoga trong người. Yoga nè chị. À là yoga là yoga. Dạ, chị có muốn đẹp không? Ờ, muốn đẹp. Muốn đẹp ngồi lên ghe tư vấn cho. Đâu đâu yoga là cái gì cưng chỉ tụi chị coi. Đi làm riết đâu có biết mấy cái đó đâu. Yoga là một cái bộ môn rất là tốt cho cơ thể, chị biết không? Nó tạo ra cho mình một cái năng lượng từ bên trong, nó toát ra bên ngoài, làm cho con người mình nó rất là thần thái. Yeah. Và sắp tới đây em sẽ đưa bộ môn yoga về tiệm của mình. Sao được, ta vừa làm nail mà vừa tập yoga kỳ được mà. Giờ nghỉ đó chị, chỉ cần tốn 30 phút thôi. Là trong cái giờ nghỉ ngơi là mình tập yoga. Hay quá vậy ta. Mình sắp đẹp rồi. Mình sắp đẹp như Ngọc Trinh rồi. Trời trời. Trời ơi, cảm ơn em nha. Em biết chăm lo cho cái tiệm rồi. Em biết chăm lo cho sức khỏe của nhân viên nữa. Sao mà thấy ngưỡng mộ em quá à. Cái gì cũng giỏi. Đẹp nè. Rồi kinh doanh giỏi nè. Rồi đối nhân xử thế giỏi nè. Tập thể dục giỏi nữa. Cái gì cũng giỏi trơn á. Em phải con người không nha em? Chị. Kiểu như không phải, ý chị nói là giống như một cái gì đó nó khủng khiếp, giống như tiên trên trời vậy, giống vậy đó. Em năm nay nhiêu, 18 chưa cưng? Dạ em 89. Hả? 29 tuổi chị. Trời ơi, là bạn đó hả? Bạn với mình là bằng tuổi đó hả? Khổ lắm. Tại vì già là bị gì, cơm áo gạo tiền nó làm cho mình già trước tuổi. Mình tâm sự cho bạn nghe. Hồi nhỏ là mình có một cái ước mơ là được làm thủy thủ á. Bởi vì sao? Bởi vì hình ảnh của một người thủy thủ mặc bộ đồ nó rất là đẹp, đúng không? Đó. Rồi về cái thủy thủ thì cái đặc trưng là cái gì? Cái neo chị. Đúng, là cái mỏ neo. Cái hình ảnh cái mỏ neo á, khi mà mỗi lần mà tàu nó cập bến, nó thả cái mỏ neo xuống, trời ơi, nhìn giống như một miền đất mới. Rồi những lúc mà tàu nó rời đi đó là mình nhổ neo lại đi khám phá một cái miền đất khác nữa. Mà cuộc đời nó đưa đẩy sao mình qua làm neo. Cái đó nhổ mình, neo đó chị. Nhổ neo luôn, mình đâu có biết được. Đó. Số phận rồi. Em thấy phụ nữ mình có ước mơ, có hoài bão là tốt hả chị? Thì đó. Mà chị cũng đừng có xem thường cái nghề chị đang làm. Sao vậy? Thì chị cứ cố gắng, chị cứ phấn đấu đi. Biết đâu một ngày nào đó chị lên chức tổ trưởng. Tổ trưởng đội làm neo. Rồi sau đó chị sẽ trở thành quản lý. Ồ. Đúng không? Rồi biết đâu chừng là một ngày đó em sẽ mở ra một cái tiệm neo riêng để cho chị quản lý cái tiệm đó, chị làm chủ luôn. Được không em? Nhưng mà chị nói nghe nè, làm neo á là hả một cái gọi là độ tuổi nào đó thôi, mắt cũng phải mờ, tay cũng phải rung. Rồi cái tay chị rung mà chị cầm kềm chị cắt vô thịt người ta chửi chết luôn á, đâu có được. Lúc lên chức quản lý rồi mình đâu có cần phải làm nữa. À. Lúc đó chỉ ngồi đếm tiền thôi chị, đâu có cần phải ngồi làm lụng nữa. Trời, tự nhiên nghe chị Trinh chia sẻ cái em cảm thấy mình sống phải có ước mơ. Đó, chị già thấy không? Thấy chị Trinh không? Bây giờ hai người ra đây. Chị vậy cưng? Chị ra đây, chị ra đây. Không có so sánh nha. Không có so sánh gì hết trơn á. Nè, rồi, hai người đứng đây. Rồi, hai người xoay cho em coi một vòng coi. Xoay một vòng nè. Xoay một vòng từ chị. Từ trái qua phải nè, xoay nè, nhẹ nhẹ. Chị phải làm khác Trinh, chị từ phải qua trái. Đó, chị khác người ta một chút thôi. Hai người phụ nữ bằng tuổi nhau, nhìn vô vậy, cái tâm hồn của chị. Chị tuy có hơi già một tí, cái mặt thôi, cái mặt thôi. Cái mặt á hả? Ờ, hơi tại lớn. Tại cái suy nghĩ của chị thôi, đúng hơi rồi. Lớn nhưng hơn mà tâm ta. Hồn chị là trẻ thơ. Tâm hồn chị trẻ thơ và có hoài bão, có ước mơ. Cho nên là em nghĩ phụ nữ hiện đại bây giờ là chúng ta cũng cần phải có hoài bão, có niềm tin vào cuộc sống và lúc nào cũng phải vui vẻ. Giống như chị Ngọc Trinh đây, cập nhật những cái gì mà xu hướng mới nhất. Đó, mình đang sống ở trong cái thời đại 4.0 mà. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên cập nhật và luôn luôn vui vẻ thì nó mới tươi trẻ như chị Ngọc Trinh được. Em tin là sau buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì em nghĩ là chị sẽ khá lên đó chị. Dạ, chị hãy tự tin lên, chị thể hiện sự tự tin của mình đi nào. Nhờ Ngọc Trinh chị sẽ tự tin. Chị Ngọc Trinh chỉ chị tự tin.